đối với các bị cáo phạm tội nhận hối lộ, áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G, điểm L khoản 1 điều 52, điều 39, nghị quyết số 03 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Phạm Trung Kiên tù chung thân, thời hạn bị cáo bắt đầu chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14 tháng 4 năm 2022. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G, điểm L khoản 1 điều 52, điều 54, điều 17, điều 58, điều 39 Bộ luật hình sự, nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn tù chung thân, thời hạn bắt đầu chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày 14 tháng 4 năm 2022. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G, điểm L, L khoản 1 điều 52, điều 54, điều 39, nghị quyết số 03, điều 39 Bộ luật hình sự, nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan tù chung thân, thời hạn bị cáo bắt đầu chấp hành tù tính từ ngày 28 tháng 1 năm 2022. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G, điểm L khoản 1 điều 52, điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự, nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Tô Anh Dũng 16 năm tù, thời hạn tù tính ngày 14 tháng 4 năm 2022. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G, điểm L khoản 1 điều 52, điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự, nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Đỗ Hoàng Tùng 12 năm tù, thời hạn tù tính ngày 28 tháng 1 năm 2022. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 354, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, điểm G, điểm L khoản 1 điều 52, điều 54, điều 17, điều 58, điều 38 Bộ luật hình sự, nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao. Xử phạt bị cáo Vũ Sĩ Cường 9 năm tù, thời hạn tù tính ngày 25 tháng 7 năm 2022.